Tử vi tuổi Tuất tháng 3 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 3 năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu, Tuyệt Tuất. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dậu. Tuy nhiên có một số ngày trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu nên gia chủ tuổi Dậu sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 3, từ ngày 14 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, Giáp Tuất sinh năm 1994. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 3, từ ngày 26 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 và Canh Tuất sinh năm 1980 và mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 3 tức ngày 8 tháng 5 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Canh Tuất sinh năm 1970 và Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 3, tức ngày 13 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mậu. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 3, tức ngày 25 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 3, tức ngày 7 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được chương trình hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tuất tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Tuất tháng 3 âm lịch cho rằng vận trình công việc của bản mệnh không được tốt cho lắm. Bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc.
mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bản mệnh, dù bản mệnh có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến bạn áp lực tinh thần đè nặng. Cho nên bản mệnh cần phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên, chống lại những điều rủi ro. Trong thời điểm này, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý muốn. Ngoài ra, với bản tính thiếu quyết đoán, nên có khi đứng trước cơ hội trời ban cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt, thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi Tuất trong tháng này sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi suy xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những gia chủ tuổi Tuất cần mang bên mình phát khí phong thủy, minh quang, pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc, nhìn chung tài chính của tuổi Tuất tháng 3 âm lịch không được như ý cho lắm vì công việc không thuận lợi, tài lộc của tuổi Tuất sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn, bản mệnh có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu đầu tư mạo hiểm, thấy lợi cần phải thu hồi ngay, đừng tham lam mà mất trắng. Ngoài ra trong tháng này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ bị hao tiền bạc và nhiều việc, trong đó có cả cho sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc không cần thiết nên vung tay quá chán. Những gia chủ tuổi Tuất trong tháng này về vấn đề tài lộc ở mức bình thường, không quá đột phá, khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa, nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng 3 này do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để thấu hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nơi cũ để mọi chuyện xấu đi. Bản mệnh cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi dửng dưng tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng 3 âm lịch này, gia đình sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. May mắn thời điểm này, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết, có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bản mệnh vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Lời khuyên cho người tuổi Tuất đang buồn vì chuyện tình cảm của mình, đó là người ấy cũng chân thành với bạn, chỉ là cách họ thể hiện không trùng khớp với mong muốn của bạn. Mỗi người sẽ mang đến một cá tính riêng biệt, do đó mà cách thể hiện tình cảm và lối sống của họ cũng khác. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vật phẩm được sử dụng hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về mặt sức khỏe, vận trình sức khỏe của tuổi Tuất theo tử vi tháng 3 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt. Tuổi Tuất thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Cho nên bản mệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh cũng cần cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra trong thời gian này, tuổi Tuất có khả năng mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Đồng thời, bản mệnh phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa nên tập thể dục, ăn uống chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng mới có thể giúp bản mệnh vui vẻ và
và yêu đời. Để hỗ trợ cho môi trường năng lượng tích cực, giúp bản mệnh xua tan được những vất vả, mệt mỏi, các gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm của nhà Phật, không chỉ hiệu quả trong việc mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực, mà còn giúp cho bạn thuận lợi, may mắn trong cuộc sống. Tử vi của từng tuổi Tuất. Thứ nhất, Mậu Tuất, sinh năm 1958. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Mậu Tuất cần lưu tâm nhất đó là vấn đề về sức khỏe của tuổi Mậu Tuất. Dù ở độ tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi Tác, nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ bê bản thân, bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập. Tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tính tình sức khỏe rất nhiều. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Tuất cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ hai, Canh Tuất, sinh năm 1970. Vận trình sự nghiệp của tuổi Canh Tuất tháng 3 âm lịch không có gì nổi bật, thậm chí sự nghiệp bị cản trở bởi kẻ khác ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư kiếm tiền vào một mối làm ăn nào đó, kẻo mất trắng. Bên cạnh đó, tiền bạc không nhiều nên hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Nếu bạn cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ, thì đừng hỏi tại sao tiền mãi trong túi, không có. Ở thời điểm này, người tuổi Canh Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tử vi tuổi Nhâm Tuất tháng 3 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục, công việc có lúc tốt, có lúc lại bị tiểu nhân hãm hại khi bạn thực sự mệt mỏi, muốn từ bỏ. Ngoài ra, trong tháng này, bạn cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này trông núi nọ, chán người bên cạnh mà làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn chính bạn phải chủ động, để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch thì những gia chủ Nhâm Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ tư, Giáp Tuất, sinh năm 1994. Sự nghiệp của tuổi Giáp Tuất trong tháng 3 âm lịch không được thuận lợi, những ý kiến, đề bạt của bạn khó được cấp trên chấp nhận, cho nên cần phải cẩn trọng nói lời ăn, tiếng nói và các mối quan hệ. Tiền bạc trong tháng cũng cần tiết chế chi tiêu dù kiếm ra nhiều, cố gắng tích góp một khoản lớn để còn đầu tư làm ăn về sau. Cuối tháng 3 âm lịch nên đầu tư vốn vào đâu đó cùng nguồn đáng tin tưởng để thu lợi. Ngoài ra, vận trình tình duyên của bạn cũng không được như ý, kênh cá chậm canh làm cho bạn mệt mỏi, chán trường. Bạn cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn. Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm nếu không biết tiết chế lời nói và cảm xúc của mình. Nhẹ nhàng góp ý với người đó để giữ lửa hạnh phúc của gia đình. Không như vậy, do gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm nên ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh trong tháng này. Thầy Gia Cát khuyên người tuổi Giáp Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 3 âm lịch của các gia chủ tuổi Tuất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.